Bộ phim Nhân danh tình yêu, tập 143. Dù anh giải quyết như thế nào, anh cũng sẽ không để dính dáng tới mấy đứa nhỏ đâu. Người đàn ông khi đã làm chuyện lớn thì phải có trách nhiệm với chuyện mình đã làm. Nhưng mà nếu anh có xảy ra chuyện gì thì anh chỉ nhờ em một việc. Anh chỉ có Cẩm Đức là con trai độc nhất thôi. Hãy giúp anh chăm sóc cho nó có được không? Anh đừng có như vậy mà. Em tin anh sẽ có trách nhiệm với mấy đứa nhỏ. Sau này em sẽ không hỏi về chuyện của anh nữa. Và anh cũng đừng có làm những chuyện xấu nữa, được không? Bà Nhân à, rút không làm nữa. Trung tâm mua sắm của Gia Đức tại Mỹ đã kinh doanh rất thành công, nên tôi tin rằng chỉ cần theo mô hình này thực hiện ở Đài Loan không thành vấn đề gì. Nhưng mà phải chú ý một điều, những tiểu tiết, bởi vì ma quỷ thường núp trong tiểu tiết. Để tôi giải thích rõ một chút. Vì ở Mỹ, tới trung tâm mua sắm bắt buộc phải đi xe, vì trung tâm mua sắm đều nằm ở ngoại ô. Nó khác với thói quen tiêu dùng của người Đài Loan. Đài Loan luôn nằm ở trung tâm thành phố. Vì vậy mà lần này tôi đã chọn dừng chân ở khu Tín Nghĩa. Cần phải tận dụng cơ hội này để tiếng tăm của tập đoàn Gia Đức chúng ta nâng cao hơn nữa. Các cậu có lòng tin không? Có. Còn nữa, còn một chuyện rất quan trọng nữa. Tôi thấy hơi đói, chúng ta tới khu ẩm thực ăn đi, tiện thể khảo sát luôn ha. Thôi mời, ba tôi trả tiền. Đi. Giám đốc. Các anh, tôi xin lỗi. Tôi nhìn thấy một người bạn, các anh tới đó trước đi, lát nữa tôi tới sau. Được rồi. Lát nữa cậu muốn ăn cái gì thì gọi điện cho tôi nha ha. Được. Đi. Tú Khanh. Đây là mấy đồ chơi em mua cho con trai của anh Tuấn Bân. Con trai của ảnh mới 3 tuổi. Tuấn Bân chính là cái anh đồng nghiệp đã mời em ăn tối lần trước đó. Em mua đồ chơi cho con của anh ấy. Vậy hai người hẹn hò rồi sao? Thật ra thì hai nhà có biết nhau. Ba của em biết ảnh đang làm ở tập đoàn Hướng Dương, nên cứ hy vọng em và ảnh có thể tiến thêm một bước. Hai nhà tụi em cũng đã ăn tối cùng với nhau. Vậy là có vẻ như ba mẹ của em rất thích anh ấy. Trước đây khi mà anh vẫn còn làm ở tập đoàn Hướng Dương, em không có nói chuyện với họ. Nhưng mà em cũng không biết là họ đã nghe ai nói anh đang làm việc ở đây, cho nên họ giới thiệu cho em rất là nhiều đối tượng. Mẹ của em còn nói... Tu Khanh, có phải là chuyện anh chuyển tới nhà cậu anh ở, em nói cho Chu Tuấn Bân biết phải không? Thì ra nãy giờ anh hỏi nhiều như vậy không phải là quan tâm em đang qua lại với ai, mà là nghi ngờ em đã bán đứng anh, có đúng hay không vậy? Không phải đâu. Anh chỉ cảm thấy sao mọi chuyện trùng hợp quá. Chuyện anh dọn tới nhà cậu ở, anh chỉ nói cho một mình em biết thôi. Anh thấy tình cảm hai người rất tốt,
nên cũng biết trong lúc hai người nói chuyện em có lỡ miệng nói cho người khác biết không. Khi anh còn làm ở tập đoàn Hướng Dương, ngày nào em cũng lo lắng cho anh hết. Còn vì anh mà bị Đồng sự trưởng và Phó Đồng sự trưởng nghi ngờ, vậy mà khi gặp chuyện anh lại nghi ngờ em. Anh không thấy mắc cười lắm sao? Không phải đâu Tú Khanh, anh xin lỗi. Anh không cần phải xin lỗi em. Em thấy cách tốt nhất là sau này chúng ta đừng có liên lạc với nhau nữa. Nhưng anh cứ lo làm việc của mình đi, tôi sẽ lo cuộc sống của riêng tôi. Nếu sau này có ngày nào đó chúng ta gặp nhau như ngày hôm nay, thì chúng ta chỉ cần gật đầu chào nhau là được. Tuấn Bân đang chờ tôi, tôi đi trước đây. Tú Khanh. Mẹ, chào mẹ. Chào con. Ăn sáng đi con. Mẹ, không phải con đã nói với mẹ rồi sao? Không cần chuẩn bị bữa sáng, mẹ có thể ngủ thêm một chút mà. Trời ơi, tự mình nấu sẽ thấy yên tâm hơn. Mau lên, mau ngồi xuống ăn sáng đi. Nhưng mà con không có ăn được rồi. Giờ con phải tới quán cà phê để làm việc đó mẹ. Con phải tới quán cà phê làm việc hả? Như vậy cũng tốt. Vậy thì chiều nay mẹ cùng với Văn Linh tới uống cà phê ở quán của con ha. Dạ không cần đâu. Tại vì con mới làm ở đó, nếu mẹ tới thì con sẽ thấy áp lực lắm đó. Con đi làm trước đi mẹ ha. Con đứng lại đó. Dương Văn Huệ à, con đang giở cái trò gì vậy? Con tưởng mẹ không biết hay sao? Lần này không phải con tới quán cà phê để mà làm việc, mà con muốn tới quán cà phê Nhật Quang, có đúng hay không? Mẹ, mẹ cho con thêm chút xíu thời gian có được không? Mẹ không cho con chút thời gian hay sao vậy? Bộ con không nhìn thấy dáng vẻ hiện nay của chị con hả? Mà con vẫn còn dính dáng tới Dương Minh Trung nữa. Nhưng mà chuyện này đâu phải là lỗi của Minh Trung đâu mẹ. Vậy thì là lỗi của ai? Là lỗi của mẹ hay là lỗi của con? Mẹ nói lý một chút có được không? Dì nói thẳng ra Minh Trung cũng là người bị hại mà. Con không coi lời mẹ nói ra gì có đúng hay không? Tóm lại mẹ không cho con tới quán cà phê Nhật Quang nữa. Lát nữa con còn phải theo mẹ và Văn Linh đi bác sĩ. Mẹ, đừng có gọi mẹ nữa. Gọi điện thoại đi, nói là con không đi. Mở loa ngoài. Alo. Alo, Diệu Minh hả? Xin lỗi anh nha, tôi Văn Huệ đây. Chắc là hôm nay tôi không thể tới làm được rồi. Hả? Nè nè, cậu ấy là ai? Con đừng có giở trò với mẹ nha. Mẹ, anh ấy là giám đốc chi nhánh mà con bàn giao công việc đó. Con cứ nói thẳng với cậu ta, con không đi làm nữa là được rồi. Diệu Minh, xin lỗi anh nha. Phiền anh thay tôi nói với Dương Tổng một tiếng là sau này tôi sẽ không đi làm nữa đâu. Văn Huệ à, nếu như mẹ không ép con làm như vậy thì con và Dương Minh Trung sẽ còn dính nhau cho tới bao giờ đây? Dương Tổng, chào anh. Nhà không quá đi sao? Cô ấy tới cửa hàng rồi. Còn Văn Huệ đâu? Cô ấy vừa mới gọi cho tôi, nói là không làm nữa. Không làm nữa? Vậy là ý gì? Chắc là cô ấy cảm thấy công việc bàn giao cũng gần xong rồi, cho nên không tới nữa. Dương Tổng, theo lịch trình Văn Huệ bàn giao thì hôm nay đi thăm các nhà cung cấp cà phê đó. Anh có muốn đi cùng tôi không? Không cần đâu. Nếu cô ấy ra bàn giao thì anh cứ đi một mình. Tôi có lòng tin nơi anh. Alo, Nhan Nhan. Cô đang ở cửa hàng nào vậy? Tôi
tới cửa hàng Đại An xong. Ờ, vậy hả? Ờ, chị Văn Huệ có nói với cô về chuyện chị ấy không làm nữa không? Không có. Chị Văn Huệ không vào công ty sao? Có cần tôi gọi điện hỏi chị không? Không cần đâu. Nếu cô ấy đã quyết định rời khỏi công ty, tôi cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. À, phải rồi. Khi nào cô xong việc trở về công ty, giúp tôi dọn đồ của cô ấy lại. Cô thay tôi đưa cho cô ấy nha. Nhưng chúng tôi không ai nghe nói chị không tới làm nữa. Tôi nghĩ là đợi tôi liên lạc với chị rồi tính tiếp. Nhẹ nhàng. Bây giờ Văn Huệ không còn là nhân viên của cà phê Nhật Quang chúng ta nữa. Cô cứ làm theo lời của tôi dặn là được rồi. Hả? Hiểu chưa? Ờ, bye bye. Chị vì mẹ chị cho nên tạm thời không thể nào ra khỏi nhà. Chị mới nghỉ có một ngày mà đã đóng gói đồ đạc của chị hết rồi sao? Dương Minh Trung rốt cuộc là anh muốn đuổi tôi đi lắm hay sao vậy hả? Nha nha, em cứ làm theo lời anh ấy đi, tùy anh ấy vậy. Văn Huệ à, gần tới giờ rồi nè, đi nhanh lên. Ờ, dạ con biết rồi. Nha nha, em còn đó không? Hay là em giúp chị tạm dừng lại chuyện này, để chị nghĩ cách nào đó có thể tới được công ty ha. Văn Huệ à, tới giờ rồi, đi mau lên đi. Ờ, mẹ, cả nhà mình định đi ra ngoài đó hả? Đúng vậy, mẹ đưa Văn Linh đi khám bệnh, mẹ và hai chị sẽ đi chung với nhau. Mau lên, mau lên. Ờ, mẹ, cô thấy hôm nay cô tràn trề sinh lực, chúng ta đi mua sắm có được không vậy? Mua sắm? Ờ. Mẹ đưa chị đi khám bệnh, rảnh đâu mà mua sắm. Hay là chị ba đi với con nha. Chị? Em sao tự nhiên lại kêu chị đi mua sắm cùng em? Rốt cuộc chị có hiểu ý của em hay không vậy? Chị định tới giúp bếp của Tiểu Lệ có đúng không vậy? Em đưa chị đi mua sắm coi như là một hình thức tập luyện trước đó. Chị vẫn chưa suy nghĩ về việc có nên tới giúp bếp của Tiểu Lệ không? Tại sao? Tại sao hôm nay em thấy đau lưng dữ vậy không biết nữa? Ê, sao lại không nhìn thấy gì hết nè? Mẹ, con muốn để chị ba lái xe. Nếu để cho con lái xe sẽ rất nguy hiểm, sẽ gây ra tai nạn luôn. Em vừa nói em tràn trề sinh lực muốn đi mua sắm mà, sao tự nhiên lại than mệt rồi? Thì em tự nhiên em thấy xuống sức thôi. Mẹ, con đã vì cái gia đình này mà hy sinh rất nhiều có đúng không? Dù sau này chị ba hả không có tới giúp cho bếp Tiểu Lệ đi nữa, ít ra cũng để chị ba góp một chút công sức chứ. Dương Văn Phong, con lấy ở đâu ra nhiều chiêu trò như vậy chứ? Thôi được rồi, Văn Huệ, con đi với nó đi, cứ ở đó lải nhải, mau lên, trễ giờ khám bệnh rồi, mau lên, mau lên. Mẹ đi đường cẩn thận nha. Phải làm sao đây? Chị đúng là ăn chậm tiêu hay sao mà khờ dữ vậy? Không hợp tác ăn ý với em chút nào hết à? Em nói vậy là sao hả? Nhà nhắn tin cho em biết chị bị mẹ cấm túc, không cách nào đi làm, nên em mới dắt óc suy nghĩ ra được cách đưa chị tới quán cà phê Nhật Quang đó. Không cần cảm ơn em. Thật ra em không muốn ủng hộ, nhưng bây giờ chuyện ra nông nổi này rồi, anh Minh Trung cũng phải chịu trách nhiệm. Em muốn chị giải quyết dứt điểm để coi chị nên tiếp tục hay là nghỉ việc. Chị phải suy nghĩ cho thật kỹ đó. Em biết anh Minh Trung là người tốt, nhưng sao em cứ cảm thấy... Bỏ đi. Là người ai không có lỗi chứ. Trước đây em cũng đã từng như vậy mà. Chỉ cần sau này anh ấy tốt với chị thì em không có ý kiến gì nữa. Em nói xong chưa? Em nói xong rồi đó. Dương Văn Phong. Ê, đừng đụng. Em chạy trốn rất lâu đó. Lát nữa em còn phải gặp Nha nữa. Cảm ơn em. Đau. Đau quá. Văn Huệ, em có thể cho là anh vô tình. Em muốn trách anh, chửi anh cũng không sao hết. Anh chỉ mong em có thể có cuộc sống tốt hơn sau khi chúng ta chia tay.
tổng. Không phải chị Văn Huệ cố tình không tới, mà là vì mẹ chỉ không cho chị đi, cho nên chị mới nghỉ một ngày. Cũng chính vì bác gái phản đối nên tôi mới làm như vậy thôi. Tại sao chứ? Rõ ràng là hai anh chị đang rất yêu nhau, giờ gặp phải tình huống như vậy, không phải là càng nên cùng nhau cố gắng hay sao? Nếu hai chúng ta vẫn tiếp tục hẹn hò, làm sao em đối diện với người thân? Nếu vẫn tiếp tục hẹn hò, em có hạnh phúc không? Ai nói anh được phép tự ý dọn đồ đạc của em như vậy hả? Em tới đúng lúc lắm. Sẵn tiện em dọn mấy thứ còn lại luôn đi. Anh đừng có đi, em có chuyện muốn nói với anh. Chúng ta ra ngoài trước đi. Bây giờ em đang không nỡ chia tay anh hay là sao? Anh thấy em và Diệu Minh rất hợp nhau. Nếu như em có đối tượng mới thì không cần phải tiếp tục quanh quẩn ở bên anh làm cái gì. Anh coi, em chỉ là thân mật một chút với người đàn ông khác mà anh đã ghen như vậy rồi, vậy mà còn nói là không yêu em. Anh không có ghen mà chỉ bực mình thôi. Em không nên vì chọc tức anh mà lại giả thân mật với một người đàn ông khác. Hôm đó em thân mật với Diệu Minh ở nhà hàng, còn đút nghiêu cho anh ấy ăn, rồi đút băng cho anh ấy ăn. Bây giờ anh hỏi em coi tình cảm của chúng ta là cái gì chứ? Vậy còn anh, đối với anh tình cảm của chúng ta có ý nghĩa gì hả? Chúng ta vất vả khổ sở trải qua bao nhiêu là chuyện mà anh có thể tùy tiện nói chia tay là chia tay như vậy sao? Anh có biết là hôm đó em ở trên xe, em bị người ta trói lại. Điều có thể giúp em cố gắng kiên trì là luôn tự nhủ lòng mình, chắc chắn là em sẽ không chết. Bởi vì Dương Minh Trung chắc chắn đang cố gắng dốc hết sức để cứu em. Em nhất định phải chờ bằng được anh ấy tới, vì em muốn được sống bên cạnh anh ấy hết cuộc đời này. Nhưng nếu như không vì anh thì em sẽ không xảy ra những chuyện như Dương vậy. Dương Minh Trung, tới bây giờ mà anh còn nói ra những lời này được sao? Nếu anh thật sự muốn dùng thái độ này tới suốt cả cuộc đời, vậy thì anh không nên cứu em làm gì. Bởi vì anh không muốn bất cứ ai phải vì anh mà phải chịu bất cứ tổn thương gì. Trước đây khi anh và Sang Sang quen nhau, cô ấy là một cô gái rất yêu đời, nhưng cuối cùng cũng chỉ vì anh mà cô ấy quyên sinh ngay trước mặt của anh. Dương Văn Huệ, anh là một người đàn ông thất bại. Em không nên đặt niềm tin vào một người như anh. Lúc đầu là anh kêu em phải tin tưởng vào bản thân mình. Chính anh đã nói em cần phải tin vào tình cảm của cả hai chúng ta. Tại sao bây giờ anh nói thay đổi là thay đổi hả? Như vậy đối với anh mà nói, rốt cuộc em là cái gì? Không năm ba một, anh hãy tự nói với nhà nhà. Em bỏ cuộc. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thật sự là con vẽ tranh rất đẹp. Chuyện mình có hứng thú đương nhiên sẽ làm tốt thôi. Nó cũng như chuyện mẹ nấu ăn vậy á, cũng chính vì mẹ rất thích nấu ăn nên mới nấu được nhiều món ngon. Đó là vì các con của mẹ đều rất thích ăn nên mới cho mẹ nguồn cảm hứng nấu ra được những món ăn ngon. Bây giờ con chỉ còn lại có một mình. Vẽ tranh á, là để bản thân mình cảm thấy hạnh phúc. Con đừng có nói như vậy. Nhìn thấy con vẽ như vậy mẹ cảm thấy rất là vui. Phải rồi mẹ, mẹ có còn nhớ trước đây khi con mới bắt đầu học vẽ, con đã từng nói là muốn học trường mỹ thuật ở Pháp hay không? Dĩ nhiên mẹ nhớ. Lúc đó gia đình mình không có đủ khả năng, cho nên mẹ thấy rất tiếc. Nhà chúng ta cũng không phải thuộc loại giàu có gì, lúc đó con tiện miệng nói vậy thôi. Rồi vài năm sau đó con gặp được đại dệ rồi kết hôn. Bây giờ đại dệ đã ra đi, đứa con cũng không còn. Con chỉ còn lại hình ảnh trong giấc mơ thôi. Lúc Văn Linh còn nhỏ đã muốn đi nước ngoài học vẽ. Nếu bây giờ mình đưa nó rời khỏi Đài Loan chắc sẽ có ích cho sức khỏe của nó. Được rồi, để tôi tìm thử xem. Ý, có phải là phong bì đang ở trên bàn không? À, được rồi. À, anh đừng lo, tôi sẽ đem tới ngay. Mẹ. Văn Hiền. À, con xin lỗi, con đang gấp lắm, con phải ra ngoài. Đợi một chút, con đang cầm cái gì và muốn đi đâu? À, cái này hả? À, đây là kế hoạch xúc tiến đầu tư của cậu. Nhà Đức đã thành lập bộ phận đầu tư cho các cửa hàng ở khu Tín Nghĩa. Có cuộc họp được tổ chức chiều nay. Nhưng mà anh Cẩm Đức đã quên mang tài liệu này tới công ty nên giờ con đem tới dùng. Có thật vậy không? Ờ, mẹ, mẹ sao vậy? Sao tự nhiên mẹ lại hỏi chuyện công ty của cậu vậy? Không có gì, mẹ chỉ là quan tâm nên hỏi như vậy thôi. Cậu của con từng là xã hội đen, bây giờ còn điều hành một tập đoàn đa quốc gia lớn như vậy, không thể tránh khỏi những việc phức tạp cần xử lý. Mẹ, sao mẹ lại nói những chuyện này? Mẹ muốn nói với con là thật ra cậu của con có một số cách làm mà mẹ không đồng tình lắm. Có khi mẹ nghe thấy cậu ấy nói chuyện này chuyện kia, nhưng mà mẹ không thể ngăn cản cậu ấy. Mẹ rất lo nên mẹ không muốn con bắt chước cậu ấy làm những chuyện trái pháp luật. Nếu không mẹ sẽ rất lo cho con và cậu ấy. Con hứa với mẹ đi. Mẹ, thì ra mẹ muốn nói với con chuyện này. Thật ra ngay từ đầu cậu ấy đã nói thẳng với con, có những chuyện cậu ấy sẽ tự làm, không để con và Cẩm Đức đụng vô đâu. Vậy con có suy nghĩ gì? Suy nghĩ của con rất đơn giản. Con sẽ giúp Cẩm Đức điều hành công ty thật tốt mà. Nói thẳng ra là trước đây còn nhỏ, khi con vẫn chưa hiểu chuyện thì con lại cảm thấy người như cậu ấy, loại người nào cũng có thể xã giao được, con thấy ngầu lắm. Nhưng mà bây giờ thì con đã biết được, những người như cậu ấy lúc nào cũng đối diện nguy hiểm. Bây giờ con làm việc chung với cậu, nói thật là có đôi lúc con cũng thấy rất lo cho cậu đó. Đúng vậy. Cũng không biết tới khi nào cậu con mới cắt đứt hoàn toàn với mấy người đó. Con thấy chuyện đó rất khó đó. Đôi khi đây là thủ đoạn cần thiết trong thương trường. Cũng như bên Hướng Dương vậy, đâu phải là họ hoàn toàn không liên quan gì tới xã hội đen, có đúng không? Mẹ, mẹ yên tâm, con hứa với mẹ sẽ không bao giờ làm chuyện phi pháp. Nếu cậu ấy có kêu con làm những chuyện gì đó kỳ lạ, con sẽ báo cáo với mẹ đầu tiên liền. Được rồi, nếu con đảm bảo như vậy thì mẹ tin là con sẽ làm được. Mẹ, con thấy hình như lúc nãy mẹ tính ra ngoài. Đúng vậy á, mẹ dù gì cũng rảnh rỗi cho nên định tới miếu ông Điều gần đây để cúng bái. Vậy mẹ con mình đi chung đi. Được.
Về rồi hả? Mẹ, hai tụi con mau qua đây ngồi xuống, mẹ có chuyện muốn nói với hai đứa. Mẹ, mẹ muốn nói chuyện gì vậy? Sao mà mẹ làm con hồi hộp quá trời luôn? Văn Huệ à? Dạ. Ở trong này có 2 triệu ba con để cho tụi con, và còn tiền tiết kiệm của riêng mẹ. Con muốn mở quán cà phê hay làm gì đó thì cứ lấy xài. 2 triệu lận hả? Mẹ, đây là tiền dưỡng già của ba mẹ mà. Con vẫn còn trẻ, con có thể tự mình kiếm tiền. Hơn nữa, con dạo này con cũng không còn muốn mở quán cà phê. Vậy thì đi ra nước ngoài. Đi nước ngoài? Đúng đó, đi với Văn Linh. Từ lúc nhỏ nó đã thích vẽ tranh rồi. Lúc đó ba mẹ không có khả năng lo cho Văn Linh học vẽ tranh, bây giờ đã được rồi. Bây giờ chị hai lại muốn đi Pháp học vẽ tranh nữa hả? Quan trọng nhất là bác sĩ có nói là phải thay đổi một môi trường có lợi nhất cho nó. Mẹ nghĩ là đi nước Pháp, Văn Linh thì học vẽ, còn Văn Huệ thì học cà phê. Hai chị em ở chung chăm sóc cho nhau, mẹ cũng yên tâm hơn. Mẹ à, nhưng mà hai đứa con đi nước ngoài phải tốn rất nhiều tiền đó. Con không cần lo lắng chuyện tiền bạc đâu. Mẹ sẽ đem cái căn nhà này đi ngân hàng thế chấp. Hai chị em tụi con sẽ đi Pháp, muốn học cái gì thì sẽ học cái đó. Ở Đài Loan đã có mẹ giúp Văn Phong, còn có gian bếp Tiểu Lệ sẽ mau chóng trả hết khoản nợ này thôi. Mẹ à, hay là mẹ cũng đi Pháp luôn đi ha. Ba vị nương nương đây, hãy từ từ hưởng thụ. Con bán cơm hộp ở Đài Loan kiếm tiền nuôi cả nhà luôn. Dương Văn Phong, nước Pháp đó chỉ là phí sinh hoạt của ba người thôi đã không biết hết bao nhiêu rồi. Tốn nhiều tiền như vậy hả? Mẹ à, mẹ với chị hai đi đi, con với Văn Phong ở lại Đài Loan để mà kiếm tiền. Nước Pháp không chỉ nổi tiếng về cà phê thôi đâu, nhà hàng Michelin cũng nổi tiếng lắm luôn đó. Mẹ tới đó để học nấu nướng, như vậy lúc mẹ trở về thì gian bếp Tiểu Lệ của chúng ta sẽ có món Pháp để bán rồi, có phải không? Nếu vậy không phải em sẽ trở thành cậu chủ của nhà hàng Pháp sao? Tuyệt vời. Làm ơn đi, mẹ bao nhiêu tuổi rồi còn học cái gì nữa chứ, mẹ không có biết đâu. Dương Văn Phong, không cần tuyệt vời nữa, con đó ráng làm gian bếp Tiểu Lệ cho tốt là được rồi. Mẹ à, cả đời này mẹ vì ba đứa nhỏ tuổi con chưa bao giờ suy nghĩ cho bản thân mình. Nếu như mẹ thật sự quyết định muốn cho chị hai đi nước ngoài, vậy thì đối với mẹ đây cũng là một cơ hội tốt đó. Mẹ à, mẹ. Chuyện gì vậy? Mẹ, con nói mẹ nghe nè. Con có chuyện gì mà vui dữ vậy? Chỉ còn thêm mấy ngày nữa chính là lễ khởi công ở trung tâm mua sắm của tập đoàn Gia Đức. Cậu nói là tất cả mọi người phải tham gia. Cái này con cố tình chuẩn bị cho mẹ đó. Mẹ coi bộ này. Còn có bộ này, mẹ thích bộ nào hả? Nè, sao con tốn tiền vậy? Một lần mà mua tới 2 bộ. Đồ mẹ có để mặc là được rồi, đừng có phí tiền nữa mà. Mẹ à, khó khăn lắm con mới được lên chức giám đốc, dĩ nhiên là phải mua quà để hiếu thảo với mẹ. Được rồi, lần này thì mẹ nhận, nhưng mà sau này con phải tự để dành tiền, đừng có ăn xài lung tung đó, biết chưa? Biết. Nếu vậy chúng ta mặc thử đi. Cũng được, đi. Dạ, mẹ, đi. Wow. Mẹ, mẹ mặc bộ này thật sự rất đẹp luôn đó. Hèn gì, ai cũng nói người đẹp mặc gì cũng đẹp hết. Thật sự rất là có khí chứ. Trời ơi, trời ơi, cái miệng của con là ngọt nhất đó. Nè, mẹ hỏi con nha. Sau khi con lên làm giám đốc, công việc của con có suôn sẻ hay không? Rất là suôn sẻ. Nhưng con còn trẻ như vậy mà đã làm giám đốc, con cũng cảm thấy có chút áp lực. Nhưng mà anh Tuấn Kiệt luôn giúp đỡ cho con. Mẹ cảm thấy là con người của Tuấn Kiệt này cũng rất là tốt đó.
cũng rất là đơn giản, thật thà, trung hậu nữa. Còn rất lo cho con nữa. Hai đứa con... Mẹ đừng có nghe anh họ ăn nói lung tung. Từ sau cái vụ Dương Minh Mỹ đi công tác ở nước ngoài đó, thì anh ấy cứ ăn nói lung tung, càng nói càng khoa trương. Sao con có thể nói anh họ mình như vậy chứ? Thằng bé Cẩm Đức này á hả? Nó rất là tốt bụng. Chỉ cần làm việc nó muốn làm thì nó sẽ kiên trì tới cùng. Con nghĩ anh ấy không đụng tới bể đầu sức tráng chảy máu mũi sẽ không chịu cam tâm. Còn với lại anh Tuấn Kiệt đều rất lo cho anh ấy. Anh ấy bởi vì chuyện của Dương Minh Mỹ sẽ biến thành Romeo thật đó. Nhưng mẹ cảm thấy Cẩm Đức và Minh Mỹ cũng có thể đó. Mẹ nói như vậy, nếu để anh họ nghe thấy sẽ tưởng là mẹ muốn làm mai cho anh ấy đó. Mẹ mà làm bà mai cái gì chứ? Điều quan trọng nhất với mẹ chính là con gái của mẹ có tìm được đối tượng tốt không. Nè, nếu con với Tuấn Kiệt đã có tình cảm với nhau, ăn ý với nhau, hiểu nhau như vậy, vậy có cơ hội tiến thêm một bước không? Anh Tuấn Kiệt thì thật sự rất là xuất sắc. Hơn nữa, anh ấy dạy cho con rất nhiều thứ. Hả? Anh ấy cũng hay giúp đỡ con. Con cũng rất... Sao? Mẹ... Đây là lịch trình của hôm diễn ra lễ khởi công. Đồng sở trưởng tổng giám đốc, mời xem qua. Được rồi, cậu biết rồi, đã về tới nhà rồi thì không còn đồng sở trưởng với tổng giám đốc gì nữa. Cứ thoải mái ngồi đi. Ngồi đi. Ủa, mọi người về đúng lúc lắm. Nè, nhìn thử đi. Tên. Cái này là cố tình chuẩn bị để cho mẹ tham gia buổi lễ khởi công của trung tâm mua sắm Gia Đức đó. Có đẹp không? Đẹp lắm. Văn Quyến à, con thật sự rất hiếu thảo. Cô mặc vậy đúng là đẹp thiệt đó nha. Cô như vậy đúng là tiêu chuẩn của quý phụ luôn đó nha. Nếu cô ăn mặc như vậy ra ngoài thì tụi gái đẹp quý phụ gì đó ở bên ngoài sẽ bị cô qua mặt hết trơn luôn. Đợi trung tâm mua sắm của chúng ta khai mạc xong, ngày nào cô cũng mặc như vậy hết. Thôi, tiện thể nâng cao danh tiếng cho trung tâm mua sắm của chúng ta luôn. Khoa trương quá à, sao lại kêu cô ăn mặc như vậy mỗi ngày đi dạo chứ? Trời ơi, cô không thích dạo đâu. Với lại bọn nhỏ tụi con á, còn có anh hai thương cô như vậy. Trời ơi, chuyện gì cũng không cho cô làm, cô rảnh quá cũng không biết là phải làm cái gì, không quen thật đó. Sao hả, rảnh quá sao? Được, anh sẽ giao việc cho em làm ha. Nè, ngồi đi, anh nói cho em nghe. Nếu em thấy rảnh quá thì hay là như vậy. Thật ra Gia Đức chúng ta có một cái quỹ từ thiện, anh giao cho em xử lý đó. Đúng rồi, con quên mất là mình có cái quỹ này nữa chứ. Nè cô ơi, cô rất là thích hợp luôn đó. Cái quỹ từ thiện này, họ đã đề nghị anh lập quỹ này lúc công ty vừa mới thành lập. Khi anh trở về Đài Loan, đã lấy tên của ba, gọi là quỹ từ thiện Lâm Hoàng Vinh đó. Giao nó cho em xử lý, em thấy sao hả? Nhưng mà chuyện quỹ từ thiện em không có biết đâu. Không biết cũng đâu có sao, em có thể học được mà. Anh sẽ kêu người giúp cho em ha. Đúng đó mẹ, cậu nói rất là đúng đó. Mẹ cứ thử xem đi. Mẹ, cái này là làm việc từ thiện, dùng danh nghĩa của quỹ từ thiện có thể giúp cho rất nhiều người đó. Được rồi, nếu đã như vậy thì em cứ thử xem sao. Cứ coi như là tích công đức giùm cho anh đi, để dành chút phúc đức cho anh. Đúng vậy. Tính cách của ba con hả? Không được tốt cho lắm, lại nóng nảy nữa. Phải làm một ít công đức để loại bỏ nghiệp chướng mới được. Chị hai, em không cần lo cho chị đâu.
Chị dễ trẻ con chỉ là do chị cảm thấy nhìn tụi nó rất ngây thơ hồn nhiên, chị rất ngưỡng mộ thôi. Còn chuyện mất đứa bé, chị cũng dần dần chấp nhận thôi. Nếu vậy chị cảm thấy nếu bây giờ chị đi Pháp học vẽ tranh thì chị có thích hay không? Rất tốt mà. Mẹ có nói với chị có thể đi chung với em. Gần đây chị cũng đang tìm một số trường học. Em có đang tìm khóa học cà phê chưa hả? Xem ra chị rất mong đợi có thể đi qua Pháp. Đây là ước mơ từ nhỏ của chị. Nếu vậy chị hai, nếu như chị đi cùng với mẹ, em ở lại Đài Loan, ở chung với Văn Phong thì chị cảm thấy sao hả? Đi Pháp để học thật sự phải tốn rất nhiều tiền. Chị không cần phải lo lắng chuyện tiền bạc, em sẽ nghĩ cách. Em chỉ cảm thấy là tiệm cà phê của Đài Loan đã tốt lắm rồi, không cần phải đặc biệt đi Pháp để học chuyên sâu gì hết. Hơn nữa mẹ dì ba chúng ta đã cực khổ suốt cả đời. Em hy vọng bà ấy có thể đi Pháp với chị cho khuây khỏa. Chị thường hay làm hại người nhà phải lo cho mình. Chị thật sự vô dụng quá. Không đâu. Hơn nữa sau khi chị đi Pháp học vẽ tranh trở về, không chừng chị sẽ có thể vẽ rất nhiều tranh luôn đó. Rồi chị mở một phòng triển lãm tranh. Dương Văn Linh, Tàng Thiếu Quốc. Là cô thật hả? Từ lúc học đại học tới giờ cô không thay đổi gì hết đó. Làm gì có, anh mới không thay đổi đó. À đúng rồi, đây là em gái của tôi, Dư Văn Huệ. Anh ấy là Tàng Thiếu Quốc, bạn thời đại học của chị. Chào anh. Chào cô. Đúng rồi, bây giờ cô vẫn còn vẽ tranh sao? Tôi nghĩ chắc cô đã từ bỏ rồi chứ. À không, chỉ vẽ chơi thôi. Cách đây không lâu vì tôi bị bệnh nên tôi đang nghỉ việc, bây giờ tôi ở nhà nghỉ ngơi. Thì ra là vậy. Nhưng mà nhìn cô bây giờ có vẻ rất tươi tắn, khí sắc cũng rất là đẹp mà. Đúng vậy, bây giờ tôi không sao rồi. Đúng rồi, bây giờ tôi đang mở một lớp năng khiếu thiếu nhi ở đằng trước này thôi. Cô nói bây giờ cô lại bắt đầu vẽ tranh lại, đúng lúc có một cô giáo mới xin nghỉ, bây giờ chưa tìm được người. Cô có thể dạy giúp tôi có được không? Lớp năng khiếu thiếu nhi, vậy là rất nhiều trẻ con hả? Xin lỗi nha, có lẽ chị hai tôi phải đi nước ngoài cho nên anh phải tìm một giáo viên khác rồi đó. Như vậy sao? Không sao đâu, anh đưa tôi đi xem thử trước, còn một thời gian nữa tôi mới đi học nước ngoài. Tôi có thể dạy giùm cho anh trước, đợi anh tìm được giáo viên rồi tính tiếp được không? Được đó, chút nữa tôi sẽ đưa cô đi. Anh đợi tôi chút nha. Nếu bây giờ cô cũng đang rảnh, vậy tôi sẽ xếp lớp cho cô luôn nha. Bây giờ hả? Nhưng mà gần đây tôi mới bắt đầu vẽ tranh thôi à. Tôi sợ tôi không dạy tốt được. Cô yên tâm đi, giáo viên trước đó có để lại một số tài liệu giảng dạy, tôi sẽ đưa cô tham khảo. Vậy thì tốt quá, cảm ơn anh. Chị hai. Chị thật sự muốn dạy cho tụi nhỏ ở đây sao chị? Dù gì chị ở nhà cũng không có việc gì làm. Chị dạy học sinh ở đây, chị không chỉ có thể vẽ tranh, chị còn có thể kiếm ít tiền để xài giặt nữa. Tuy là đi Pháp chắc là vẫn chưa có đủ, nhưng tích tiểu thành đại mà. Được rồi, nếu chị thật sự đã quyết định thì em nhất định ủng hộ cho chị. Nhưng mà em nói chị biết, lỡ lúc chị đang dạy cho tụi nhỏ, chị thấy không thích nghi hay là không khỏe gì đó thì nhất định phải cho em biết đó nha. Em yên tâm đi. Làm ơn đi, tôi chỉ muốn biết nguồn gốc nguyên liệu của những sản phẩm này, cho nên ông đừng có hiểu lầm ý của tôi mà. Cậu đừng có nói nữa. Cậu đó, chuyện gì cậu cũng hỏi rõ ràng như vậy, thực ra cậu muốn làm cái gì chứ? Tôi chỉ muốn biết nguồn gốc nguyên liệu của những sản phẩm này mà thôi, xác định độ đáng tin của chất lượng thôi mà. Trời ơi, cậu cứ hỏi này hỏi nọ, những người không biết còn tưởng cà phê Nhật Quang của cậu muốn mở luôn tiệm bánh kem nữa. Ông chủ à. Giám đốc Đỗ,
Lúc nãy đối tác bên bánh kem gọi điện tới nói chỉ hợp tác với chúng ta hết tháng này thôi. Không phải anh đã tới đó chào hỏi sao? Sao lại ra nông nổi này? Chuyện gì vậy? Hả? Chuyện là như vậy. Trước đó tôi có phát hiện bánh kem của các chi nhánh đều khác nhau mỗi ngày. Rất nhiều các bánh được ưa chuộng cũng thường xuyên xuất hiện tình trạng hụt hàng. Cho nên tôi mới thương lượng với các đối tác xem sao. Nhưng mà không ngờ lại khiến ông ta không được vui. Lúc nãy họ gọi tới nói chỉ hợp tác hết tháng này mà thôi. Sao lại xảy ra chuyện này chứ? Diệu Minh, anh định giải quyết thế nào đây? Chúng ta là chuỗi tiệm mà, vốn phải đảm bảo chất lượng của tất cả các sản phẩm chứ. Với lại ngay cả một chút chất vấn này mà họ cũng không thể chấp nhận. Như vậy sau này khi mở rộng phát triển nhất định sẽ xảy ra vấn đề. Thời gian này tôi sẽ liên hệ với các đối tác lớn hơn. Bạn hợp tác với họ xem sao. Giám đốc Đỗ, không phải tôi muốn phản đối ý kiến của anh. Những đối tác lớn mà anh đã nói kia, họ có quy tắc của họ, không phải tùy tiện đi tìm họ hợp tác thì họ chấp nhận đâu. Trước đó chị Văn Huệ cũng đã từng nói, bởi vì sản phẩm của họ không có tính độc đáo, cho nên trước đó chị mới quyết định sẽ không làm như vậy. Nếu như chúng ta chỉ muốn làm năm tiệm này thì tôi hoàn toàn ủng hộ suy nghĩ này. Nhưng nếu muốn tiếp tục mở rộng thì đối tác như vậy hoàn toàn không thể đáp ứng yêu cầu của chúng ta. Nhưng mà bây giờ chúng ta chỉ có 5 tiệm. Được rồi, nha nha. Bây giờ giám đốc chi nhánh là Diệu Minh, cứ làm theo lời của anh ấy là được rồi.